Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin tài chính số 1 tháng 6 năm 2022 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Sau đây sẽ là những tin tức tài chính đáng chú ý trong tuần và những thông tin chính sách trong lĩnh vực tài chính mới được ban hành. Xem báo cáo chính phủ về việc giảm thuế đối với xăng dầu. Sử dụng công nghệ để xử lý triệt để gian lận hóa đơn. Thu ngân sách 5 tháng ước đạt 806,4 nghìn tỷ đồng. 100% hoạt động thống kê hải quan đã được số hóa. Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước tại hội trường ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có phát biểu tiếp thu, giải trình về các ý kiến đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến vấn đề thu ngân sách, thu thuế bất động sản, kiềm chế lạm phát và một số nội dung khác. Theo Bộ trưởng, thu ngân sách năm 2021 đạt 1.568.000 tỷ đồng, vượt 16,8% dự toán, vượt gần 3,9% so với thực hiện năm 2020. Trước một số ý kiến cho rằng thu ngân sách nhiều từ đất và dầu thô, Bộ trưởng cho hay tiền thu từ đất và dầu thô chỉ chiếm gần 14% tổng thu thực hiện, cho thấy năng lực sản xuất kinh doanh của nước ta vẫn tốt. Ngoài ra, trước ý kiến đại biểu cho rằng việc siết chặt trong thu thuế bất động sản sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tạo điều kiện cho cơ quan thuế và nhân dân, Bộ trưởng cũng cho biết việc này đang được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Theo quy định của luật và luật thuế và theo cái nghị định 12, nghị định 65 và thông tư 92 thì như vậy là người nộp thuế là phải kê khai thuế trên cái hợp đồng của mình đúng cái thuế mà hai bên đã gọi là thỏa thuận. Nếu thấp hơn thì gói tính theo cái bảng giá đất tại thời điểm nộp thuế. Vậy thì gói Bộ Tài chính chúng tôi cho rằng ở đây là một kỳ thời gian vừa qua có cái sự là trốn thuế và có cái sự là trục lợi về thuế. Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Tài chính đã có hai văn bản chỉ đạo cơ quan thuế phải siết chặt quản lý thu thuế đúng với giá trị mua bán. Từ đây cũng sẽ tác động đến các vấn đề đầu cơ kinh doanh bất động sản. Trong 5 tháng thì tổng thu được 16.200 tỷ, tức là vượt thu so với cùng kỳ của năm ngoái là 6.600 tỷ. Và có những trường hợp ban đầu có kê khai của 500 triệu, nhưng sau đó coi là được giải thích thì kê khai lại là 10 tỷ, gấp 20 lần. Thế thì coi chúng tôi thấy rằng đây ấy là một cái vấn đề mà coi cần phải coi là thực hiện coi đúng cái quy định của pháp luật. Trong phiên họp này, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng nhấn mạnh vấn đề kiểm soát giá cả. Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là chống lạm phát. Ngoài giải pháp tập trung vào chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, quản lý giá, thì vấn đề hết sức quan trọng là phải tái cơ cấu, tăng năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, tạo ra được sản phẩm, nâng cao được thu nhập của người dân và doanh nghiệp. Trước một số ý kiến cho rằng cần phải giảm thuế để giảm giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ giảm thuế chỉ là một trong nhiều giải pháp để giảm giá xăng dầu. Để giảm giá xăng dầu hiệu quả, phải sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Khi giảm thuế thì phải cắt giảm các khoản chi vốn đã có dự toán được phê duyệt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để đánh giá tác động báo cáo chính phủ về việc giảm thuế đối với xăng dầu. Sáng ngày 2 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã tiếp và làm việc với bà Su Chodakiewicz, Giám đốc điều hành của tập đoàn Nathan, nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Trọng tâm là dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại, dự án TFP, giai đoạn 2019-2023. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Thị Mai, trưởng ban chỉ đạo dự án TFP cho biết, từ khi ra mắt kể từ năm 2019 cho đến nay, dự án TFP đã hỗ trợ Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính trong việc triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO, củng cố vai trò của Ủy ban tạo thuận lợi thương mại quốc gia. Thứ trưởng đánh giá cao dự án đã mang lại hiệu quả tốt, vượt qua những rào cản do dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm qua để đảm bảo triển khai hoạt động đúng tiến độ. Cũng tại buổi làm việc, bà Sue Chudakiewicz, giám đốc điều hành của tập đoàn Nathan, cảm ơn Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tập đoàn Nathan để dự án đạt được các kết quả tích cực nêu trên, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự thành công của dự án và chứng kiến Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Bà Sue Chodakiewicz cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong năm cuối của dự án.
Cũng trong sáng ngày 2 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã tiếp ông Werner Gruber, trưởng Văn phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã đánh giá cao những hỗ trợ kỹ thuật của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO đối với Bộ Tài chính liên quan đến kế hoạch tài chính trung hạn và phân cấp quản lý ngân sách. Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã thông tin và giải thích rõ những nội dung phía SECO quan tâm, trong đó có nội dung liên quan tới những ưu tiên của Bộ Tài chính về khuôn khổ kế hoạch tài chính trung hạn và phân cấp ngân sách nhà nước trong định hướng sửa đổi luật ngân sách nhà nước thời gian tới. Thay mặt đoàn công tác, ông Werner Gruber cảm ơn Thứ trưởng Võ Thành Hưng cùng lãnh đạo một số vụ của Bộ Tài chính dành thời gian tiếp và chia sẻ những thông tin hữu ích cho mối quan hệ hợp tác giữa SECO và Bộ Tài chính. Cũng theo ông Werner Gruber, chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ giai đoạn 2021-2024 với trọng tâm là hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các điều kiện của khung khổ kinh tế dựa trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của khu vực tư nhân. Ngoài việc tiếp tục các hoạt động đang triển khai trong lĩnh vực tài chính công, SECO cũng đang thảo luận về các hoạt động ưu tiên ở cấp trung ương và địa phương trong thời gian tới. Trước đó, ngày 1 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã có buổi làm việc với đoàn giám đốc điều hành của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB do ông Takahiro Yasui, giám đốc điều hành phụ trách Nhật Bản dẫn đầu. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã chia sẻ một số thông tin về tình hình kinh tế xã hội và điều hành tài chính ngân sách của Việt Nam thời gian qua. Trong bối cảnh còn nhiều thách thức khách quan, song về cơ bản, tình hình kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, cân đối ngân sách được đảm bảo, lạm phát có tăng nhưng chậm hơn nhiều nước. Thứ trưởng Võ Thành Hưng cảm ơn ADB đã hỗ trợ Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Nhiều dự án do ADB hỗ trợ đã được triển khai thành công và mang lại nhiều hiệu quả lớn. Vui mừng trước những thành quả của Việt Nam, ông Takahiro Yasui đánh giá trong khi nhiều quốc gia phải tăng nợ công thì Việt Nam đã thành công trong điều hành chính sách tài khoá, quản lý nợ công, xếp hạng tín nhiệm tăng hơn một bậc so với trước kia là những thành công rất lớn mà Việt Nam đã đạt được. Phía ADB mong muốn tiếp tục được góp sức mình, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và chúc cho Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khoá thành công hơn nữa. Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã giải đáp nhiều vấn đề do giám đốc điều hành ADB ở các khu vực khác nhau tham gia trong đoàn về các nội dung như nguồn vốn vay của ADB cho Việt Nam trong thời gian tới. Tiếp sau đây là những thông tin về các văn bản chính sách mới trong lĩnh vực tài chính đáng chú ý trong tuần. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32 ngày 21 tháng 5 năm 2022, gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định 32 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34 ngày 28 tháng 5 năm 2022, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, góp phần tiếp tục hỗ trợ sức mạnh tài chính, giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Quý khán giả có thể tìm hiểu thông tin chi tiết các văn bản chính sách trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thoibaotaichinhvietnam.vn. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý khác của ngành tài chính trong tuần. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Ngày 1 tháng 6, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo để thông tin về những kết quả trong triển khai hệ thống hóa đơn điện tử và giải đáp những vướng mắc liên quan đến hoạt động này. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, chủ trì họp báo.
Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến ngày 24 tháng 5, trên cả nước đã có 764.314 doanh nghiệp, chiếm 92,6% tổng số doanh nghiệp, và 52.778 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Số lượng hóa đơn cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý từ khi triển khai đến ngày 24 tháng 5 năm 2022 là hơn 318 triệu hóa đơn. Theo ước tính của Tổng cục Thuế, khi toàn bộ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, số hóa đơn điện tử trong một năm dự kiến là 6,5 đến 7 tỷ hóa đơn, trung bình một tháng 400 đến 500 triệu hóa đơn điện tử được sử dụng. Vì việc triển khai hóa đơn điện tử để thành công thì chúng tôi phải có trước hết là các cái nhà cung cấp các cái dịch vụ về điện tử, ví dụ như là về cung cấp dịch vụ truyền nhận và lưu nhận thông tin, rồi các cái nhà cung cấp về giải pháp hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế thì cơ bản là ban hành định dạng và lưu trữ các hóa đơn điện tử đó. Thế thì để mà thực hiện đó thì chúng tôi sẽ tạo lập ra một cái mạng lưới các doanh nghiệp và thực hiện phối hợp và cái dịch vụ hóa đơn điện tử cho nhà nước. Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi đã được đặt ra xung quanh các vấn đề về tình trạng gian lận, mua bán hóa đơn công khai. Phản hồi về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Minh cho hay, thời gian vừa qua, cơ quan thuế chưa phát hiện trường hợp gian lận hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, việc gian lận hóa đơn đều có thể xảy ra ở bất kỳ hình thức nào, dù giấy hay điện tử. Mặc dù vậy, ông Minh cho rằng, để dòng chảy thương mại liên tục lưu thông, hóa đơn điện tử có thể được xuất ra ngay. Song hóa đơn điện tử có lưu vết trên hệ thống cơ quan thuế và doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn phải tồn tại. Do đó, cơ quan thuế có thể đối soát thuận lợi, dễ dàng phát hiện doanh nghiệp ma và có biện pháp quản lý rủi ro, sử dụng các biện pháp như phân tích dữ liệu lớn, phân tích xu thế, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện hành vi vi phạm. Hơn nữa, ngành thuế đang có đề án ứng dụng công nghệ để phân tích, phát hiện nhanh, xử lý triệt để vấn đề gian lận hóa đơn. Thống kê mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, số thu ngân sách nhà nước 5 tháng vừa qua có dấu hiệu tích cực, tổng thu đã đạt 57,1% dự toán, đặc biệt các khoản thu từ sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ dự toán. Lũy kế 5 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 806,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 646 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô 5 tháng ước đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, bằng 104,4% dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 130,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán. Có 10 trên 12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ, trong đó bao gồm các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 52% tổng số thu nội địa, ước đạt 54,8% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Ước tính cả nước có 60 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 5 tháng đạt từ 44% dự toán trở lên. 45 trên 63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ. Tuy tích cực, song Bộ Tài chính cho rằng trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng buộc nhiều nước phải điều chỉnh thắt chặt chính sách tiền tệ, việc thực thi chính sách phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc và xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã và đang khiến cho việc cung ứng các mặt hàng nhiên liệu, lương thực và một số nguyên liệu đầu vào khó khăn, giá cả tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. Yếu tố nêu trên kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong các tháng tiếp theo. Theo Tổng cục Hải quan, đến nay 100% hoạt động thống kê hải quan từ khâu thu thập, xử lý, phân tích, báo cáo và phổ biến sản phẩm thống kê nhà nước về hải quan đã được ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, diễn biến hoạt động xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ngày càng nhận được nhiều mối quan tâm của rất nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Với mục đích thông tin rộng rãi, những số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới nhất và cập nhật nhất, Tổng cục Hải quan đã đưa thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chu kỳ trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan. Cụ thể, thông tin tổng hợp kim ngạch và một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, chủ yếu theo hàng kỳ 15 ngày và tháng, thông tin tổng hợp kim ngạch và một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu giữa Việt Nam và các nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam theo định kỳ hàng tháng, đánh giá và phân tích khái quát những nét chính về diễn biến xuất nhập khẩu trong tháng và từ đầu năm tới tháng báo cáo. Các bài viết theo chủ đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đang được dư luận quan tâm. Ở phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.
thị trường chứng khoán trong nước khép lại một tuần giao dịch giằng co, mặc dù giảm trong hai phiên cuối tuần và vẫn thua cuộc trước mốc 1.300 điểm. Nhưng nhìn chung, VN Index vẫn có một tuần tăng điểm. Tính chung cả tuần, VN Index vẫn tăng 2,53 điểm, đạt 1.287,98 điểm. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, HNX Index giảm 0,69 điểm, dừng chân ở mức 310,48 điểm. Upcom Index cũng giảm về mức 94,17 điểm. Trong khi đó, thanh khoản dù chưa thực sự bùng nổ nhưng đã tăng tích cực trong tuần qua, đạt 18.727 tỷ đồng trên một phiên, tăng 8,2% so với tuần kế trước. Khối ngoại giao dịch rất tích cực trong tuần khi mua ròng lên tới 2.130 tỷ đồng. Như vậy, thị trường chứng khoán trong nước đã có tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Sau nhịp phục hồi 2 tuần, kết hợp với việc chỉ số gặp ngưỡng cản khiến tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Theo các chuyên gia, việc thị trường có điều chỉnh cũng là dễ hiểu sau chuỗi tăng vừa qua, và nếu tiếp tục duy trì được mức tương quan thấp so với thị trường quốc tế, tác động từ thị trường quốc tế là không đáng ngại. Thị trường vẫn có thể trong trạng thái giằng co, tích lũy, khi có một xung nhịp tác động đủ mạnh thì sẽ tăng trở lại.